Cô mình đã xong chưa ạ? Thế nhá, chúng ta sẽ quay lại cái hình này sau nhá. Nhưng trước mắt các bạn có cảm quan là cái này nó giống cái gì ạ? Các bạn có thấy nó giống con gì không ạ? Giống con cú mèo đúng không? Còn giống gì nữa không ạ? Còn giống trái tim không ạ? Thôi, cuối giờ chúng ta sẽ quay lại. Thế thì hôm nay tôi lại gặp lại các bạn lần thứ hai. Thực tế thì đến trưa nay thì vẫn có kế hoạch là thầy Hiếu sẽ đi giảng cho các bạn. Thế nhưng mà thầy rất là nhiều việc nên cuối cùng là tôi sẽ giảng thay cho thầy bài hôm nay. Thì còn có một dịp nào khác thầy, tại vì về vấn đề tim bẩm sinh và người trưởng thành thì có rất nhiều những cái kinh nghiệm hay mà thú vị mà muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên là vì cái điều kiện thời gian không cho phép. Thế còn bài này tôi đã soạn trên cơ sở cũng dựa trên những vấn đề lý thuyết cơ bản để các bạn nắm được thôi, chứ còn về vấn đề kinh nghiệm thì có lẽ không có nhiều. Đấy, thì cùng chúng ta sẽ cùng chia sẻ cái vấn đề này ở đây, và nó cũng hơi dài bởi vì là nó có nhiều lĩnh vực quá. Thế thì chúng ta biết là bệnh tim bẩm sinh của người lớn, càng ngày thì tim bẩm sinh người lớn nó sẽ càng nhiều. Đấy, thì vì sao mà các bạn bây giờ thấy là ngoài bên cạnh bệnh bệnh lý mạch vành rồi bệnh lý van tim thì ngày càng ít đi, bệnh lý mạch vành thì tăng lên. Thế nhưng mà trong khi đó là những cái bệnh nhân quay lại với các bạn vì tiền sử ngày xưa người ta có bệnh tim hoặc là đã từng mổ tim. Ở mình thì chưa có nhiều những vấn đề là bệnh nhân đã mổ tim, còn những nước phát triển ấy thì những cái mổ tim phức tạp, càng ngày họ càng sống lâu. Đấy, và họ sẽ quay lại với chúng ta, và sẽ có, đương nhiên là có bác sĩ làm về mạch vành, có bác sĩ chăm sóc bệnh nhân về bệnh van tim, bệnh nhịp, thì cũng phải có bác sĩ chăm sóc bệnh nhân về mảng bệnh tim bẩm sinh của người trưởng thành, không thể để họ không có người chăm sóc được. Và nếu mà chúng ta là bác sĩ chung về tim mạch thì chúng ta cũng phải có khái niệm cơ bản, ít nhất chúng ta nên giữ bệnh nhân hay là chúng ta nên chuyển bệnh nhân, đúng không ạ? Đấy, thế đây là cái con số của trên thế giới thì thấy là ở Mỹ thì là trên 500.000 bệnh nhân có bệnh lý tim bẩm sinh của người trưởng thành. Và cái bệnh tim bẩm sinh nó là cái đợt thường gặp nhất trong các dị tật khi mà trẻ sinh ra, và hầu hết trên 85% là sẽ sống tới tuổi trưởng thành. Và các bạn biết rằng là ở người trưởng thành ấy, thì cái bệnh lý tim bẩm sinh mà hay gặp nhất đó chính là bệnh van động mạch chủ hai lá van, hẹp eo động mạch chủ và thông liên nhĩ. Đấy, nên các bạn có thể bất kỳ một bạn nào ngồi siêu âm tim hay là khám cũng tình cờ phát hiện một bệnh nhân có van động mạch chủ hai lá van hoặc có thông liên nhĩ mà bệnh nhân không hề có triệu chứng gì, bệnh nhân vẫn có một cuộc sống như bình thường, vẫn sinh con đẻ cái, vẫn hoạt động thể dục thể thao, vẫn tất cả hoạt động như bình thường. Thế còn với những trường hợp mà sau phẫu thuật thì có lẽ là các bạn sẽ hay gặp nhất cái trường hợp là bệnh nhân đã mổ pha lô, có thể là mổ sửa toàn bộ hoặc là mổ một phần mà mổ sửa mà tạm thời, và những trường hợp mà đảo gốc động mạch. Thế thì có những, như tôi nói với các bạn, có những cái trường hợp là cái tật tim bẩm sinh nó rất là nhẹ và bệnh nhân có thể sống hoàn toàn khỏe mạnh cho đến tuổi trưởng thành mà không cần phải can thiệp gì. Ví dụ như những trường hợp tổn thương tắc nghẽn, ví dụ như là tắc nghẽn ở van động mạch phổi, tắc nghẽn ở van hoặc ở nhánh van, bệnh lý van động mạch chủ bẩm sinh, ví dụ như là bệnh van động mạch chủ hai lá van như tôi vừa nói và hẹp van động mạch chủ. Thế còn những trường hợp ví dụ như có những lỗ thông nhỏ, ví dụ như là bệnh nhân có tồn tại lỗ bổ dục hoặc là có thông liên nhĩ hoặc là có ống động mạch hoặc là có thông liên thất, các bạn hoàn toàn hàng ngày các bạn có thể gặp một vài ba thậm chí 4-5 ca bệnh nhân vào viện tim mạch hoặc nhiều hơn, bây giờ tôi không biết, vì những trường hợp liên quan tim bẩm sinh này, đúng không ạ? Thế thì vì sao mà càng ngày thì cái tỷ lệ tim bẩm sinh ở người trưởng thành càng trở nên nhiều hơn? Có phải là bởi vì là bây giờ chúng ta không biết tư vấn tốt nên là đẻ ra là nhiều tim bẩm sinh không ạ? Chắc chắn là không phải như thế rồi. Càng ngày thì cái khả năng mà phát hiện từ giai đoạn bào thai càng sớm, chẩn đoán bào thai này, rồi chăm sóc dạy sơ sinh này, rồi sự phát triển của những cái phẫu thuật tim mở từ rất là giai đoạn rất là nhỏ, sơ sinh và trẻ em này, những cái phẫu thuật sửa toàn bộ hoặc những phẫu thuật sửa một phần, và cái tỷ lệ từ lạm vong quanh phẫu thuật nó càng ngày càng giảm, do đó nó sẽ tăng cái tuổi thọ trung bình ngắn trung hạn và dài hạn, nên là bệnh nhân sẽ tuổi thọ dài hơn, mà chúng ta sẽ ngày càng gặp những bệnh nhân mà hoặc là đã được phẫu thuật hoặc là bệnh nhân được chăm sóc theo dõi tốt và vẫn là những bệnh nhân mà trong quá khứ mà họ đã những bệnh nhân tim bẩm sinh. Vậy thì tim bẩm sinh có thể sống sót, chúng ta có thể gặp từ những em bé sơ sinh cho đến những người lớn tuổi, trung niên hoặc thậm chí người già cũng có thể tim bẩm sinh. Có những trường hợp chúng ta biết thông liên nhĩ ở những cụ 80 tuổi. Thế vì sao chúng ta phải biết thông liên nhĩ ở những cụ đó? Có những trường hợp các bạn cũng thấy là do ba các thầy bảo người ta sống đến 80 năm rồi, người ta chả vấn đề gì với thông liên nhĩ, sao bây giờ phải mang ra bít, đúng không ạ? Thế nhưng không phải như thế. Người ta sống 80 tuổi không có cái ngày mai hoặc là năm sau người ta sẽ mất. Bây giờ 80 tuổi tức là có thể người ta sống thêm 20-25 năm nữa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta gặp rất nhiều cụ 101-102 tuổi vào vì gãy cổ xương đùi, đúng không ạ? Thế thì ai cấm các cụ sống thêm 20 năm khỏe mạnh?
Và cái thông linh nhĩ khi mà 80 tuổi như thế thì cái nguy cơ gì rối loạn nhịp nhĩ và bệnh nhân có thể bị tai biến. Thế nên là nếu mà mình phát hiện ra và mình thấy nó ảnh hưởng, tức là thất thải giãn hay là có những vấn đề về loạn nhĩ, mình vẫn có quyền chỉ định cho bệnh nhân biết, đúng không ạ? Thế và trong mặc dù là bệnh tim bẩm sinh thì có rất nhiều loại, thế nhưng mà ở tim bẩm sinh ở người trưởng thành ấy thì nó cũng sẽ có một số những cái loại nhất định thì nó sẽ gặp với tần số nhiều hơn. Ví dụ ở đây các bạn thấy cái mô hình này nó cũng tương đối cũ rồi, nó cũng từ năm 2005 ở Hà Lan. Thế nhưng mà các bạn thấy là cái màu xanh đây thì là phalo, các bạn thấy là nó chiếm một cái thị phần khá lớn, sau đó đến hẹp eo động mạch chủ, sau đến là thông liên thất, thông liên nhĩ, hẹp chủ, đảo gốc động mạch, hẹp phổi, thông liên nhĩ kiểu lớn nhất hay là kênh nhĩ thất bán phần, hẹp dưới van động mạch chủ, còn lại đây là cái phần các nguyên nhân tim bẩm sinh khác. Đấy thì người ta liệt kê ra những cái bệnh thường gặp mà các bạn cũng có thể đã tất cả mọi người đã từng gặp đấy, như tôi vừa kể, thông liên thất, thông liên nhĩ, ống động mạch, tứ xứng pha lô đã mổ, hẹp eo, hẹp van động mạch chủ, hẹp phổi, hẹp dưới van động mạch chủ. Và người ta nhấn mạnh vào cái tỷ lệ thông liên thất, tỷ lệ pha lô, có thể là pha lô đã phẫu thuật hoặc là pha lô mà chưa phẫu thuật, pha lô sửa toàn bộ hoặc là pha lô sửa bán phần. Thế thì tại sao cái vấn đề mà bệnh nhân bị mất theo dõi trở nên vô cùng quan trọng? Đấy thì có một cái bài báo năm 2010, người ta đã nêu đến cái vấn đề tỷ lệ tử vong của bệnh nhân tim bẩm sinh người trưởng thành. Thì sau khi đó thì người ta sẽ liệt kê ra những cái nguyên nhân mà có thể mà thường gặp nhất để gây tử vong ở bệnh nhân trưởng thành. Thì các bạn cũng đã từng tiếp xúc bệnh nhân tim bẩm sinh người trưởng thành và cũng đã từng có bệnh nhân mất ở viện, mà có thể các bạn đã từng tham gia cấp cứu bệnh nhân, thì cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp nhất đó là suy tim, sau đó là rối loạn nhịp, những nguyên nhân về mạch máu, những nguyên nhân về ngoài tim, các biến chứng xung quanh phẫu thuật, các vấn đề về nguyên nhân tim mạch khác hoặc là các vấn đề đa nhân tố. Đấy thì hai cái mảng là loạn nhịp tim và suy tim là những cái mảng mà chúng ta cũng rất là thường gặp ở bệnh nhân và ở những giai đoạn cuối, ở những tử vong. Và rất nhiều những cái trường hợp mà tử vong này mình có thể ngăn chặn được hoặc là dự phòng được nếu mà bệnh nhân có một cái sự theo dõi lâu dài và không bị gián đoạn. Đấy thì mình phải nhấn mạnh cái vấn đề là có thể là trước đây người ta đến chẩn đoán, họ bảo rằng cái tim bẩm sinh này của anh một có hai trạng thái, là một là không phải làm gì, cứ sống chung sống hòa bình với nó thôi, hai là không làm gì được nữa đâu, đi về đi, không phải đấy. Thế thì không có nghĩa là những trường hợp đó là không bao giờ người ta quay lại gặp bác sĩ. Mình luôn luôn có một cái điều cho bệnh nhân rằng là cái y học nó vẫn phát triển và vẫn thay đổi, có thể tại cái thời điểm đó, năm đó là cái chỉ định của anh là không phải làm gì hoặc là chưa không thể làm gì được, thế nhưng mà cái đó nó có thể thay đổi theo theo thời gian, và cũng có thể chúng ta không cần phải hẹn bệnh nhân khám mỗi 3 tháng hay 6 tháng, nhưng có thể chúng ta sẽ hẹn bệnh nhân thăm khám lại sau 2 hoặc 3 năm chẳng hạn. Đấy, tức là mình đảm bảo có một cái sự liên tục trong theo dõi cho bệnh nhân, ít nhất là như thế, để bệnh nhân có thể cập nhật lên những cái vấn đề mới trong điều trị cho người ta. Thế thì đánh giá về tim mạch của bệnh nhân tim bẩm sinh thì sao? Thế thì chúng ta đều là bác sĩ tim mạch người lớn đúng không ạ? Và hàng ngày chúng ta tiếp rất nhiều bệnh nhân vào viện bị đau thắt ngực ổn định, đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim, đa số là những vấn đề liên quan đến bệnh mạch vành. Có rất nhiều những thăm dò hình ảnh mà hàng ngày các bác sĩ nữ hay là các bác sĩ mà làm về chẩn đoán không xâm lấn, làm ở trong phòng siêu âm, chủ yếu đánh giá gì? Chủ đánh giá tình trạng thiếu máu cơ tim, chủ đánh giá tình trạng suy chức năng thất trái ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Và các can thiệp ở trong phòng can thiệp cũng chủ yếu là chụp mạch vành hoặc là những can thiệp về qua đường ống thông ở mạch vành hoặc là mạch chi. Đó. Thế thì một cái người bác sĩ chung về tim mạch hầu như là người ta có rất ít khái niệm về cái vấn đề liên quan thông tim phải, hoặc là những cái vấn đề đánh giá về lưu lượng xân, hoặc là đánh giá về sức cản động mạch phổi, sức cản tuần hoàn hệ thống. Thế thì chúng ta cũng phải có một cái khái niệm cơ bản chúng ta hiểu, để khi mà có những cái nhóm bác sĩ chuyên về tim bẩm sinh người lớn người ta làm, thì khi cái kết quả đó đưa về cho chúng ta thì chúng ta cũng biết một cách phiên giải nó như nào, hoặc là khi chúng ta có bệnh nhân đó chúng ta cũng biết là chúng ta có những cái phương tiện gì, vũ khí gì có thể gửi người ta đi làm đấy, chứ chẳng lẽ chứ đừng rơi vào cái trạng thái là chúng ta không biết gì về những cái vấn đề chẩn đoán đó. Đấy thì mình có thể biết sơ bộ. Thế thì chúng ta là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chúng ta cần biết những gì về bệnh nhân tim bẩm sinh ở người trưởng thành? Thế thì một bệnh nhân tim bẩm sinh ở người trưởng thành, tức là bản chất họ là một người trưởng thành đúng không ạ? Và một người trưởng thành thì họ có tất cả những cái vấn đề như một người trưởng thành khác, đúng không? Họ cũng phải có công việc, họ cũng phải có cái vấn đề về sức khỏe, lập gia đình và có những cái bệnh tật khác kèm theo, những cái tình trạng họ cần phải mổ xẻ, và họ cũng cần phải có những cái chuyến công tác du lịch bằng các phương tiện giao thông và tất cả các hoàn cảnh khác đấy. Thế thì những vấn đề mà chúng ta cũng phải quan tâm đến ở những bệnh nhân này,
là những cái vấn đề liên quan đến vấn đề y sức khỏe và y tế của họ, những vấn đề về mặt xã hội, ví dụ như là nghề nghiệp, về bảo hiểm, về vấn đề phòng tránh thai, về vấn đề tập luyện thể dục và thể thao, hoặc những vấn đề là những cái phẫu thuật ngoài tim hoặc những phẫu thuật tại tim trong suốt cái quá trình cuộc sống của họ. Đấy, thế tuy nhiên là những cái tất cả những vấn đề này xem ra nó là những vấn đề chung mà tất cả mọi người đều có thể có, nhưng mà ở bệnh nhân tim bẩm sinh thì nó sẽ có những cái mà lưu ý đặc biệt mà mình cần phải 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 lưu tâm. Và chúng ta nói sâu thêm một chút về cái vấn đề tăng áp phổi. Có lẽ là tôi cũng đã trình bày cái bài này ở một cái khóa học nào đó. Thế nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải biết rằng một cái số thông số cơ bản về áp lực mạch phổi. Ví dụ như là cái áp lực mạch phổi trung bình mà dưới 20 mm thủy ngân thì mình được coi là bình thường. Thế mà từ 20 đến 30 là tăng nhẹ, từ ba trên 30 mà dưới 45 là tăng mức độ trung bình, và trên 45 là tăng nặng. Đấy thì mình cũng phải biết cái khái niệm như thế. Thế còn sức cản tuần hoàn hệ thống thì bình thường nó bằng khoảng 10 lần sức cản tuần hoàn phổi. Thì các bạn biết rằng có những trường hợp mà sức cản tuần hoàn hệ thống nó thấp hơn sức cản tuần hoàn phổi, hoặc là nó tương đương nhau, tức là chứng tỏ sức cản phổi nó tăng rất là nhiều. Thế còn sức cản phổi bình thường nó chỉ khoảng 1 đến 2 đến 3 đơn vị vút, mà nếu mà quy ra cái đơn vị din trên second trên giây trên cm mũ năm đấy thì mình sẽ nhân với hệ số là 80. Thì để các bạn biết trong một số trường hợp các bạn đọc một cái tài liệu mà nó lại không để đơn vị gút cho các bạn thì các bạn không biết là nó sẽ quy đổi như nào, thì các bạn sẽ nhân cái hệ số đó với 80. Đấy, và cái hệ sức cản mạch phổi là hệ sức cản thấp ở người bình thường ấy thì nó chỉ chiếm 1 phần 8, à 1 phần 10 so với sức cản hệ thống. Nên là trong những trường hợp mà bệnh lý tim bẩm sinh mà có, bởi vì vì sao chúng ta phải nói sức cản phổi, vì là rất nhiều trường hợp bệnh lý tim bẩm sinh là có tăng áp lực vào sức cản phổi. Thế thì mình phải biết cái giá trị bình thường của nó là 1 phần 10 như thế. Thế khi mà nó tăng trên 50%, tức là trên 1 phần 2 hoặc là thậm chí đến 3 phần 4, đấy là cái nguy cơ rất cao để mà bệnh nhân có sống chỉ định để phẫu thuật. Và trong những trường hợp đó thì người ta cần phải đánh giá những vấn đề về giãn các đáp ứng giãn mạch phổi với các thuốc giãn mạch để đánh giá cái khả năng mà đáp ứng hồi phục của hệ mạch máu phổi để quyết định xem cái khả năng đóng mẫu thân có khả năng hay không. Đấy là những vấn đề rất là vòng ngoài của cái vấn đề liên quan đến bệnh nhân tim bẩm sinh ở người lớn. Thế thì chúng ta sẽ quay vào những cái bệnh lý mà đấy, như chúng ta liệt kê những bệnh lý mà nó còn tồn tại ở người lớn tim bẩm sinh đó. Và cái mà tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay là cái khuyến cáo năm 2018 của Hội Tim mạch Hoa Kỳ mới ra năm ngoái về các biện pháp xử trí bệnh nhân tim bẩm sinh ở các trường hợp bệnh lý tim bẩm sinh ở người trưởng thành. Đấy thì cái khuyến cáo này thì nếu mà các bạn dự Đại hội Tim mạch toàn quốc năm ngoái ở Đà Nẵng thì bác sĩ Trần Hải Yến cũng đã có trình bày ở trong một phiên hội nghị. Thì năm đó nó rất là mới, hồi đó là hội nghị mới xảy ra. Thế còn hôm nay tôi sẽ xin phép cũng tóm tắt lại cho bạn một chút những cái vấn đề đó, bởi vì nó cũng liên quan thực hành hàng ngày của bạn rất là nhiều. Thế trước hết thì mình cũng phải lượt qua cái vấn đề là các mức độ chỉ định, đúng không ạ? Các mức độ chỉ định thì nhóm 1, nhóm 2A, 2B, 3 các bạn biết rồi đúng không ạ? Đấy, thế và cái mức độ bằng chứng là gì? Mức độ A thì các bạn cũng biết rồi, B thì có mức độ B của các nghiên cứu ngẫu nhiên, BR tức là randomized, BNR tức là non-randomized, tức là các nghiên cứu chưa được mức độ ngẫu nhiên. Thế còn level C tức là mức bằng chứng C mà LD tức là limited data tức là hạn chế, tức là các thông tin nó cũng chỉ đến mức giới hạn thôi. Và mức độ bằng chứng C, EO tức là ý kiến của chuyên gia, expert opinion, đúng không ạ? Đấy thì mình phải biết thế để sau này mình sẽ đọc cái khuyến cáo thì người ta sẽ phân độ mức nào để mình biết trên cơ sở đó mình áp dụng, mình có làm hay không không làm. Thế thì cái gì mới ở cái khuyến cáo năm 2018 của Hội Tim mạch Hoa Kỳ về chăm sóc tim bệnh nhân ở tim bẩm sinh ở người lớn? Đó là trước đây thì nó có những cái phân loại về mặt giải phẫu, có phân loại về mặt chức năng. Thế thì bây giờ người ta sẽ gộp lại một cái phân loại là về mặt giải phẫu và sinh lý ở bệnh nhân tim bẩm sinh người trưởng thành. Trong đó thì giải phẫu người ta sẽ chia làm 3 độ, là phân độ 1 là đơn giản, bao gồm các bệnh, thí dụ như là bệnh khởi nguyên phát của nó, thí dụ như là bệnh thông liên nhĩ lỗ nhỏ đơn thuần, thông liên thất lỗ nhỏ đơn thuần, hoặc là một cái hẹp phổi nhẹ đơn thuần. Thế còn những trường hợp mà không phải là bệnh lý tự nhiên nguyên bản mà là những trường hợp đã sửa chữa rồi, thí dụ như là bệnh nhân đã được thắt ống động mạch hoặc là đã bít ống động mạch, hoặc những bệnh nhân đã được can thiệp hoặc là phẫu thuật đóng lỗ thông liên nhĩ, hoặc là vá các trường hợp thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch, hoặc những trường hợp đã được phẫu thuật vá thông liên thất. Thế thì mức độ 2 về mặt giải phẫu đó là cái mức độ phức tạp, mức độ trung bình, thì nó bao gồm rất nhiều những tình trạng đã sửa chữa hoặc là chưa sửa chữa, thí dụ như là những
trường hợp thông của động mạch chủ với thất trái, hoặc là những bất thường về tĩnh mạch phổi mà bán phần hoặc toàn phần, những bất thường về xuất phát của động mạch vành, kênh nhĩ thất bán phần hoặc trung gian hoặc là toàn thể, những trường hợp bệnh là lý động mạch chủ bẩm sinh, những trường hợp bệnh van hai lá bẩm sinh, trường hợp hẹp eo động mạch chủ, bệnh Epstein thông liên nhĩ kiểu lỗ thứ nhất, thông liên nhĩ kiểu lỗ thứ hai mà lỗ thông mức độ vừa trung bình, và rất rất nhiều các bạn có thể liệt kê ra, từ chứng pha lô đã được sửa hoặc là những hẹp trên van dưới van động mạch chủ, phình xoang van xa va, hẹp các nhánh động mạch phổi ngoại vi, đấy là mức độ trung bình. Thế còn mức độ 3 tức là mức độ rất là phức tạp thì nó gồm có các dị tật tim bẩm sinh có tím, tất phải hai đường ra, những bệnh nhân đã được phẫu thuật phong tăng, hoặc những bệnh nhân có gián đoạn quai động mạch chủ, hoặc bệnh nhân có teo van thiểu sản, teo van hai lá, hoặc bệnh nhân có tim một thất, teo van động mạch phổi, hoặc là đảo gốc động mạch thể có sửa chữa hoặc không chưa sửa chữa thân trung động mạch, hoặc những bất thường khác về van nhĩ thất hoặc là kết nối thất động mạch. Đấy là về phân loại giải phẫu. Giải phẫu thì có 3 mức AB, 1, 2, 3. Thế còn phân loại mặt sinh lý thì họ chia là 4 mức ABCD. Thì nó cũng tương tự với gần giống như là mình phân loại theo phân độ NIHA 1, 2, 3, 4 ấy. Thì đầu tiên là người ta đề cập đến phân độ về mặt cơ năng, tức là đánh giá NIHA 1 hay là NIHA 2, NIHA 3. Tiếp sau đó nó đánh giá mặt có hậu quả mặt huyết động hay không, hay là hậu quả mặt giải phẫu hay không. Tiếp sau đó họ đánh giá mặt có hậu quả mặt rối loạn nhịp hay không. Tiếp sau đó họ đánh giá mặt là có hạn chế gì mức độ hoạt động thể lực hay không, và có ảnh hưởng đến chức năng thận, chức năng phổi, chức năng gan hay không. Đó, thì tiếp tục người ta chia là mức ABCD, là 4 phân loại sinh lý. Thế thì khi gộp cả giải phẫu và sinh lý thì mình có thể có 1A, 2B, 3C, 1D gì đó. Đấy, thì mình sẽ có các gộp như thế. Thế thì chúng ta sẽ đi đến các tổn thương có luồng thông ở trong tim, đúng không ạ? Thế thì về thông liên nhĩ là cái mà các bạn rất là thường quy gặp, các bạn có thể gặp ở bất cứ đâu, ở bất cứ bệnh viện nào, từ thăm khám ban đầu. Thế thì người ta khuyến cáo gì? Người ta khuyến cáo là mình sẽ phải đánh giá báo hạ oxy mao mạch ở bệnh nhân trong trạng thái bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc là khi gắng sức, để đánh giá xem là bệnh nhân còn có khả năng sửa chữa cái dị tật thông liên nhĩ đó không. Nếu mà cái luồng sân người ta đánh giá là vẫn còn đáng kể, đấy, thì đấy là mức độ 1. Thế còn mức độ 1 mà mức độ bằng chứng B thì chúng ta có thể làm thêm một số cái thăm dò như là cộng hưởng từ hoặc là có cắt lớp vi tính, và hoặc là kèm theo siêu âm tim qua thực quản. Siêu âm tim qua thực quản nó rất là có giá trị để đánh giá những trường hợp mà thông liên nhĩ mà có bất thường đổ về của tĩnh mạch phổi. Có những trường hợp các bạn thấy là cái thông liên nhĩ bệnh nhân vào, các bạn chỉ nhìn thấy có một cái thất phải rất là giãn, mà các bạn soi vết liên nhĩ thì các bạn không có thấy có lỗ thông gì cả, thế mà bệnh nhân cũng vẫn có tím, áp lực mạch phổi cũng tăng. Đấy, thế thì trong trường hợp này thì cái nguyên nhân gì gây ra vấn đề đó? Thì không phải là thông liên nhĩ kiểu là thứ hai rồi, thì trong trường hợp này bắt buộc là các bạn sẽ phải làm cái thăm dò tiếp theo, đó là cái siêu âm, ít nhất là siêu âm tim qua thực quản, để các bạn xem có cái nghi ngờ cái đổ về bán phần của cái tính bất thường thông liên nhĩ thể mà có đổ về bất thường của tĩnh mạch phổi hay không, hoặc là thể xoang tĩnh mạch các thứ hay không. Đấy, và cái hình ảnh siêu âm tim thì nó cũng là cái cơ sở để khuyến cáo xem là bệnh nhân có khả năng biết thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da hay không. Tiếp tục vẫn liên quan đến cái vấn đề điều trị bệnh nhân thông liên nhĩ, thì người ta sẽ chỉ định đóng cái lỗ thông đó khi mà cái luồng thông trái phải nó đáng kể tạo ra một cái lưu lượng đủ lớn, tức là QPQS trên 1,5. Các bạn phải làm quen với khái niệm lưu lượng tuần hoàn phổi trên lưu lượng tuần hoàn chủ, tức là khi mà luồng thông nó đủ lớn nó sẽ làm cho cái máu từ trái sang phải vẫn còn nhiều, thì người ta sẽ tính bằng cái QPQS mà chính xác nhất là trên thông tim. Còn một số trường hợp người ta có thể tính toán dựa trên siêu âm. Đấy, thì QPQS lớn 1,5, bệnh nhân có thể là không có triệu chứng tím, bệnh nhân sẽ không có triệu chứng tím khi nghỉ hoặc khi gắng sức, và bệnh nhân có cái áp lực động mạch phổi ít hơn, tức là nhỏ hơn 1/2 so với áp lực hệ thống, hoặc là sức cản mạch phổi, và sức cản mạch phổi phải nhỏ hơn 1/3 so với sức cản hệ thống. Như vậy chúng ta nói là nếu mà trên 1/2 sức cản, đấy là cái khả năng đóng nó rất là khó thành công rồi. Và bệnh nhân sẽ có những biểu hiện gián tiếp, ví dụ như là giãn thất phải hoặc là gì đấy, băng gánh thất phải. Đấy là trường hợp thông liên nhĩ kiểu lỗ thông thứ hai. Thế còn với trường hợp thông liên nhĩ kiểu lỗ thông thứ nhất thì hoặc là thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch hoặc là thể xoang vành, thì cái tiêu chí để đóng lỗ thông cũng tương tự như là với lỗ thứ hai, tức là cũng bao gồm có QPQS, cũng bao gồm có tỷ lệ áp lực mạch phổi nhỏ hơn 1/2 so với áp lực động mạch hệ thống, và sức cản nhỏ hơn 1/3 sức cản hệ thống. Nhưng mà trong trường hợp này là mình sẽ chỉ định là phẫu thuật. Trong thông liên nhĩ chỉ có duy nhất một thể là thể lỗ thứ hai là mình có thể chỉ định bít, xét bít, còn tất cả các thể còn lại của thông liên nhĩ là mình đều phải phẫu thuật để đóng cái lỗ thông đó.
đấy. Còn lỗ thứ hai có biết được hay không thì lúc đó mình còn phải kết luận tiếp dựa trên siêu âm tim qua thực quản để xem cái G xung quanh đó nó có đủ để biết hay không. Đấy. Thế còn những cái trường hợp mà bệnh nhân khuyến cáo 2A, tức là bệnh nhân thông liên nhĩ mà đấy là trường hợp biết là có triệu chứng thì mình sẽ làm, còn những trường hợp không có triệu chứng mà cũng có những cái tiêu chí về mặt huyết động như kia thì mình cũng có thể cân nhắc để đóng cái lỗ thông đó nếu bệnh nhân không có triệu chứng. Thế còn trong trường hợp mà bệnh nhân sẽ không được đóng thông liên nhĩ trong những trường hợp mà nó nguy hiểm, ví dụ như là mà áp lực động mạch phổi rất là cao, gần ngang bằng với áp lực mạch hệ thống rồi, và sức cản tuần hoàn phổi lớn hơn nửa so lớn hơn 2/3 so với sức cản hệ thống, và cái luồng thông tuyệt đối nó không phải là chiều trái phải nữa, nó có thể cân bằng hoặc chiều phải trái, thì khi đó là mình không còn chỉ định phải đóng lỗ thông vì nó không mang lại lợi ích gì cả. Khi đó thì cái lỗ thông này nó như cái lỗ thông đấy nó như là một cái cánh cửa không có giá trị, tức là cánh cửa vô hình, có nó cũng được mà không có nó cũng được, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà có nó thì tốt hơn, bởi vì khi mà bên áp lực buồng tim bên phải nó quá cao thì nó có thể giảm áp qua lỗ thông đó. Còn nếu mà mình đóng nó thì vô hình mình sẽ biến nó thành một cái bệnh cảnh là tăng áp lực mạch phổi thứ phát cho bệnh nhân tim bẩm sinh, hay là hội chứng Eisenmenger thành một cái bệnh cảnh tiên phát, tức là không có luồng thông ở trong tim. Thế thì khi đó nó sẽ còn nặng hơn và diễn biến nó còn không tốt bằng so với trường hợp mà có lỗ thông mà gây tăng áp lực mạch phổi. Thế đây là cái sơ đồ mà người ta tóm tắt lại trong trường hợp thông liên nhĩ kiểu lỗ thông thứ hai, thì mình sẽ có các bước để đánh giá nào và quyết định điều trị nào. Đầu tiên là mình sẽ đánh giá luồng son chiều luồng thông trái phải hay là phải trái hay cân bằng. Tiếp tục mình sẽ đánh giá mặt huyết động, sau đó mình mới đánh giá về mặt triệu chứng. Đấy, để mình sẽ quyết định là phẫu thuật hay can thiệp hay là điều trị nội khoa. Những trường hợp mà có tĩnh mạch phổi đổ về bất thường thì người ta khuyến cáo là những trường hợp này nên bệnh nhân nên được chụp cộng hưởng từ hoặc là MSCT tim để đánh giá sự kết nối của tĩnh mạch phổi và nhĩ trái hay là đổ về một vị trí khác. Bởi vì tĩnh mạch phổi đổ về bất thường nó có những trường hợp là mình có thể quan sát thấy trên siêu âm, tức là mình thấy là bình thường là các bạn quan sát nhĩ trái các bạn phải thấy bốn cái nhánh nó đổ vào, bốn đấy đấy là bốn cái tĩnh mạch phổi như cái hình càng cua đấy. Thế nhưng mà nếu thiếu một trong cái số đó thì nó sẽ là bất thường. Trong những trường hợp các bạn thấy cái nhĩ trái nó lại tròn lông lốc giống như cái nhĩ phải và nó lại bé đấy, hoặc là các bạn nhìn thấy có một cái đường song song nó đi ở phía bên ngoài đấy, thì có thể nó sẽ đổ lạc chỗ thông qua một cái hợp lưu ở ngoài, có thể thể trên tim, thể dưới tim hoặc là thể tại tim. Và sau khi đã chụp cái đó rồi thì chúng ta phải có chỉ định thông tim. Thông tim là cái CT và cộng hưởng từ để gợi ý cho chúng ta để chúng ta thông tim. Bởi vì nếu mà thông tim mà mình không có cái hình ảnh gợi ý đó thì các bạn đừng nghĩ thông tim nó là tiêu chuẩn vàng và nó làm được mọi thứ. Người ta không thể làm được mọi thứ, người ta phải có định hướng, đúng không ạ? Nên là khi mà các bạn muốn gửi bệnh nhân đi thông tim, các bạn phải đề xuất là tôi muốn cái gì, tôi muốn anh tìm tôi cái gì. Chứ nếu không ý, các bạn không đề xuất ra ý, thì khi các bạn nhận kết quả thông tim về nó cũng tương tự như là khi các bạn gửi người ta đi, đúng không ạ? Các bạn gửi bệnh nhân đi và các bạn làm mù cho cái người can thiệp, tức là tôi cứ gửi thông tin đấy, còn các bác muốn làm gì làm. Thế thì kết quả trả về cho các bạn cũng thế, tôi gửi cho ông kết quả can thiệp đấy, ông tự xem cái hiểu gì thì hiểu, đúng không ạ? Đấy thì các anh phải đưa ra là các anh muốn gì, các bạn muốn là tôi đang nghi ngờ cái gì, tôi muốn tìm cái gì, thì người ta sẽ giúp các bạn, chúng tôi sẽ chụp chọn lọc vào vị trí đó và chúng tôi sẽ bộc lộ cho anh, trả lời cho các anh câu hỏi là có cái đó hay không, đúng không ạ? Và trong trường hợp đó thì những cái thăm dò ít xâm lấn hơn đó là CT và cộng hưởng từ, nó sẽ giúp định hướng cho người ta, và tốt nhất là nên có sự trao đổi giữa bác sĩ lâm sàng và bác sĩ can thiệp trước khi mà làm. Đấy đấy là cái điều tốt nhất cho bệnh nhân, bởi vì mỗi bệnh nhân khi người ta lên bàn can thiệp là một bệnh nhân, người ta sẽ phải chịu cái nguy cơ của can thiệp, nguy cơ của cản quang, tất cả mọi thứ các bạn biết rồi, có bệnh nhân tử vong vì sốc phản vệ do cản quang. Thế nên là chúng ta không thể nào mà quá là cẩu thả trên bệnh nhân được. Đấy, chúng ta muốn làm đến cùng với bệnh nhân thì chúng ta cần có sự trao đổi giữa các nhân viên y tế với nhau về mặt thông tin. Tiếp tục là đến vẫn tiếp tục cái vấn đề về tĩnh mạch phổi đổ về, thì cũng tương tự như thế, tĩnh mạch phổi đổ về là chỗ đổ về nó cũng được xem như một cái luồng thông trái phải. Đấy, nó chỉ là, nó cũng tương tự thông liên nhĩ nhưng mà nó chỉ là ở cái vị trí ngoài thôi. Thế nên là cái chỉ định mà mình sửa chữa để mình đưa cái tĩnh mạch phổi đổ trở lại về nhĩ trái nó cũng tương tự như thế, tức là khi nó có ảnh hưởng mặt huyết động hoặc về mặt áp lực động mạch phổi và sức cản phổi. Mời em. Thế thì chúng ta phải để nhanh tốc độ lên thôi. Cái đồng hồ kia nó bị chậm mất 15 phút.
Thế thì chúng ta sẽ sang cái thứ hai là cái thông liên thất. Thông liên thất thì cũng khá là thường gặp với các bạn đúng không ạ? Thông liên thất thì chỉ định nhóm 1 là gì? Những bệnh nhân người tim bẩm sinh trưởng thành có thông liên thất và có các bằng chứng của quá tải thể tích thất trái và có ảnh hưởng đến đáng kể mà huyết động, tức là có QPPS trên 1,5 thì nên được chỉ định xem xét đóng nội thông liên thất. Trong trường hợp nếu mà áp lực động mạch phổi có thể là dưới 50% áp lực động mạch hệ thống và sức cản không vượt quá 1/3 sức cản hệ thống, giống như trong trường hợp thông liên nhĩ, tức là các luồng chân trái phải cũng tương tự với nhau. Và trong thông liên thất thì nó khác so với thông liên nhĩ, tức là thông liên nhĩ kiểu độ thứ hai thì người ta đã có khuyến cáo trên thế giới, tức là biết một dụng cụ. Còn thông liên thất thì cái việc biết một dụng cụ nó rất là theo trung tâm, tức là nó đây là theo kinh nghiệm của chuyên gia, nó chưa được cụ thể thành khuyến cáo. Và trên nhiều nước trên thế giới thì người ta vẫn khuyến cáo cái vấn đề là vá thông liên thất, nhưng mà cái biết thông liên thất thực sự đó là đặc sản của Việt Nam, và rất rất nhiều bác sĩ ở các nước sang học và chúng ta cũng đi sang các nước để biểu diễn hoặc là chuyển giao công nghệ cho họ để biết thông liên thất, và nói chung là họ cũng rất ngưỡng mộ cái kỹ thuật đấy của chúng ta đấy. Và chúng thậm chí nó đi xa hơn, chúng ta có thể chế tạo ra một số những cái dụng cụ nó chuyên biệt, nó phù hợp với cái vị trí lỗ thông liên thất phần dưới van động mạch phổi chúng ta, một lỗ nhỏ đấy. Thì không ai cấm, chúng ta sẽ là người đi đầu trong cái vấn đề đưa ra cái khuyến cáo chung cả thế giới cả. Có rất nhiều mặt thì họ là người đi đầu, nhưng có những mặt chúng ta có thể là người đi đầu, nhưng mà chưa, hiện tại thì chúng ta mới chưa đạt được những mức khuyến cáo đó. Thế thì đóng chỉ định đóng thông liên thất quanh màng hoặc là dưới dưới các đại động mạch thì sẽ được chỉ định nếu trong trường hợp mà các bạn theo dõi bệnh nhân theo thời gian và thấy cái sự tiến triển của hở van động mạch chủ tiến triển tăng dần lên. Bởi vì các bạn biết là thông liên thất các bạn học sớm rồi, thì cái khi mà thông liên thất là dưới van động mạch chủ hoặc gần quanh màng ấy, mà mình có những cái vị trí mà nó sẽ thúc vào cái vị trí cái lá van động mạch chủ, lá vành phải đó, và nó sẽ gây ra suy yếu cái vị trí lá van đó, do cái độ hậu quả của huyết động nó sẽ gây ra xa cái van đó, giãn cái xa man xa van đó, và nó gây ra hở chủ. Và nếu mà theo thời gian mình đánh giá thấy hở chủ tiến triển tăng dần thì bắt buộc là mình phải chỉ định vá cái lỗ thông liên thất đó để tránh nguy cơ gì, nguy cơ vỡ vỡ xa man xa van đó đấy. Có bệnh nhân thông liên thất 3 năm chẳng sao, đột ngột sau một gắng sức đau ngực, sau đó thì từ thổi âm thu thành thổi gì, nếu mà vã vỡ vỡ sang mình ra van, nó thành thổi gì, thổi liên tục á, thổi liên tục hay thổi gì, nó cũng là thổi liên tục nhưng nó lại không phải là thổi liên tục, tức là nó là thổi hai thì, nó là bản chất khác nhau, tức là một cái là của lỗ thông liên thất và một cái là của cái thủng, tức là có cả thổi của thì tâm thu và tâm xương, nhưng nó lại không phải là tiếng thổi liên tục giống như là trong trường hợp ống động mạch, tức là nó chảy qua một vị trí của một chiều đấy, mà là hai cái cơ chế khác nhau gọi là thổi hai thì này. Và những trường hợp mà thông liên thất mà có tiền sử viêm mảng nhiễm khuẩn thì bệnh nhân cũng có chỉ định cân nhắc cái vấn đề đóng thông liên thất đó nếu mà không có những sớm chỉ định khác về mặt huyết động. Và thông liên thất mình cũng có thể cân nhắc trong những trường hợp mà bệnh nhân đấy về mặt huyết động mà khi mà còn vẫn còn QPQS lớn 1,5 mặc dù là bệnh nhân không có triệu chứng. Thế còn cũng giống như trong thông liên nhĩ, mình sẽ chống chỉ định nếu trong có trường hợp là tăng áp động mạch phổi, tăng áp động mạch cố định thì mình sẽ không đóng lỗ thông đó nữa, bởi vì cái hiệu quả mang lại là không có. Thì đây cũng làm cái sơ đồ về mặt các bước để mình tiếp cận để mình xử lý cái lỗ thông liên thất, thì nó cũng tương tự như thông liên nhĩ thôi. Sang kênh nhĩ thất thì về cơ bản thì nó cũng tương tự như thế. Kênh nhĩ thất ấy, thì bây giờ hay gặp nhất là người trưởng thành, đó là kênh nhĩ thất bán phần, tức là những trường hợp bệnh nhân bị thông liên nhĩ lỗ nguyên phát, các bạn đến các bạn khám có thể là các bạn chỉ thấy một cái hở hai lá. Thế sau đó thì các bạn quan sát kỹ thì mình có thể có một lỗ thông liên nhĩ lỗ nguyên phát rất là nhỏ đấy. Và thông thường những trường hợp này thì nó là bất thường của cái vị trí gối nhĩ thất, tức là như thế thì cái chỗ xuất phát của van hai lá, van ba lá thường nó sẽ không lệch nhau nữa mà nó sẽ bằng trên một bình diện đấy, thì nó là bất thường, nó không phải là bất nó không gọi là thông liên nhĩ lỗ thứ phát nguyên phát nữa, mà nó gọi là kênh nhĩ thất, tức là bất thường của cái vị trí gối nhĩ thất đó đấy. Thì trong trường hợp này người ta cũng có chỉ định, người ta sẽ chỉ định là vá cái lỗ thông liên nhĩ đó và người ta khâu cái vị trí xẻ mép của cái lá trước van hai lá, và người ta sẽ phải kiểm tra xem có cái thông liên thất nhỏ kèm theo hay không mà người ta khâu luôn. Và các chỉ định về mặt huyết động cũng tương tự như một cái bệnh tim bẩm sinh đơn giản của luồng thông trái phải là thông liên nhĩ hay thông liên thất. Thế về ống động mạch, ống động mạch thì các bạn phải lưu ý một điều là gì, các bạn luôn luôn với bệnh nhân tiếp cận bệnh nhân ống động mạch thì các bạn sẽ phải đánh giá bệnh nhân xem là bệnh nhân có cái tím phân biệt hay không, đúng không ạ? Tím phân biệt tức là các bạn sẽ phải cặp SpO2 chi trên và chi dưới hai tay và chân để xem cái sự chênh lệch về SpO2. Nếu có sự chênh lệch đó thì mình phải cân nhắc cái vấn đề đã đảo chiều luồng thông hoặc là luồng thông cân bằng đấy, thì làm cũng là một cái tiêu chí đánh giá mặt lâm sàng để mình quyết định xem là bệnh nhân cái ống động mạch đó nó còn khả năng đóng hay không. Và đương nhiên là thông tim nó là một cái công cụ hữu hiệu để đánh giá xem cái ống động mạch đó nó ảnh hưởng về mặt huyết động như thế nào.
và bệnh nhân còn khả năng đóng ống hay không cũng tương tự. Thế những trường hợp ống động mạch đến với các bạn, nếu mà ống động mạch nó đã gây ra hậu quả là ống động mạch nó sẽ gây ra giãn thất trái, giãn nhĩ trái đấy, và phân suất tống máu ấy, thường nó sẽ giảm đấy. Và nếu mà các bạn bắt được cái luồng thông nó vẫn còn chủ yếu là chiều trái phải hoặc là liên tục hoặc là tâm thu thì các bạn vẫn cân nhắc là đóng cái lỗ thông bằng ống động mạch đó. Mà bây giờ càng người lớn thì người ta càng ưu tiên là phải đóng bằng dụng cụ, bởi vì sao? Bởi vì người trưởng thành ấy thì cái ống động mạch thường nó rất là vôi cứng, thế nên là nếu mà bạn phẫu thuật ấy thì nguy cơ là khi bạn kẹp ấy nó vỡ rất là cao đấy. Thế nên là chỉ trừ trường hợp là không thể nào mà nó rất là to mà không có loại dụng cụ nào vừa thì người ta mới cân nhắc phải phẫu thuật để cắt. Mà trong trường hợp đó thì phẫu thuật viên nói chung là cũng rất là ngại, đến thì mình phải hạ cái áp lực trước để cho mới gửi cho người ta. Chứ còn chỉ có ống động mạch trẻ con, mà bây giờ ống động mạch trẻ con thì nếu mà biết được thì người ta cũng biết, chứ người ta cũng không có thắt ngày xưa nữa. Bởi vì rất nhiều trường hợp là họ thắt, thế sau đó thì họ không cắt mà họ thắt, thế sau đó một thời gian thì nó lại mở ra đấy. Tức là nó không mở hẳn nhưng mà nó lại bị sân tù lưu một chút, vì nó thắt, nó chỉ là cái dây chỉ nó thắt nên là nó không ấy hết được, nó cái dòng máu của đấy là dòng máu động mạch, thế nên là nó áp lực nó cao, nó lại mở cái lỗ ra một tí, nó lại có sân tù lưu. Và có bệnh nhân đến siêu âm thì bảo các bác thắt xong rồi, bây giờ các bác lại bảo lại có sân tồn lưu, bây giờ phải làm nào? Thì mình chỉ có thể động viên là cái này nó cũng rất là nhỏ, nó không có ảnh hưởng gì cả, bởi vì mang ra bít thì cũng chẳng có bít được vì nó quá bé, hoặc là thả một cái coi vào đấy. Và các chống chỉ định trong trường hợp không đóng ống thì cũng tương tự như trong trường hợp các luồng thông đơn giản trái phải khác, tức là khi áp lực động mạch phổi cao và sân đảo chiều thì khi đó mình phải cân nhắc. Đấy, thì đấy là các tổn thương có về mặt luồng thông. Tiếp theo là các tổn thương tắc nghẽn ở phía bên tim trái. Thế thì đầu tiên là các bạn sẽ làm quen với khái niệm gì? Tim ba buồng nhĩ. Đấy, tim ba buồng nhĩ thì những bệnh nhân ở người trưởng thành ấy, thì những trường hợp mà tim ba buồng nhĩ về cơ bản ấy, nó sẽ có cái biểu hiện lâm sàng nó như nào? Nó gần giống như một bệnh nhân hẹp hai lá, đúng không ạ? Nếu mà tùy mức độ là cái tĩnh mạch phổi, mình phải đánh giá cái tương quan tĩnh mạch phổi nó đổ vào tầng trên hay tầng dưới của cái màng ngăn đó. Tim ba buồng nhĩ tức là nó tương tự như là trong nhĩ trái nó có một cái màng ngăn và nó ngăn nhĩ trái làm hai tầng. Đấy thì thành là ba buồng nhĩ trái và hai tầng nhĩ phải và hai tầng nhĩ trái. Thế và nếu mà cái tĩnh mạch phổi nó đổ vào tầng dưới, tức là tầng về phía van nhĩ thất ấy, thì về cơ bản nó không ảnh hưởng gì cả, đúng không ạ? Thì cái màng ngăn kia kệ đó thôi, mình cũng không có lôi ra bệnh nhân ra làm mổ làm gì hết, đúng không? Thế còn lại nếu mà nó đổ vào tầng trên ấy mà cái màng ngăn ấy lại hẹp ấy, thì khi đó mình phải cân nhắc là mình phải làm rộng nó ra bằng nong bóng, hoặc là người ta phải phẫu thuật để người ta mở rộng nó ra. Và trong những trường hợp mà bệnh nhân mà có tim ba buồng nhĩ thì luôn luôn là chúng ta phải tìm những dị tật bẩm sinh khác. Trong tim bẩm sinh nó có một cái đặc điểm, tức là có những nhóm dị tật tim bẩm sinh nó sẽ đi cùng nhau, và khi mà có cái này chúng ta sẽ phải đi tìm những thứ khác. Và nếu mà chúng ta học sâu vào cái đó, chúng ta sẽ hiểu vì sao mà người ta lại bảo là thế, lướt qua phát là người ta cái dị tật này có này, người ta hỏi thế có cái kia không, mà ông này mới lướt qua một cái ông chưa nhìn, ông đã nói thế được, chẳng qua sách giáo khoa đã dạy rồi. Tức là có những thứ mà cái dị tật sẽ đi thành một cái chùm như thế đấy. Thí dụ tim một thất mà thí dụ thể tim trái thì nó vô lách hay là nó đa lách các thứ, nó sẽ có theo cái quá trình phát triển chung. Thì trong trường hợp tim ba buồng thì mình sẽ phải tìm xem là bệnh nhân có kèm theo thông liên nhĩ, thông liên thất hay là tĩnh mạch phổi bất thường hay không. Và những trường hợp mà đã được sửa tim ba buồng trước đây thì nếu mà bệnh nhân có cái triệu chứng tái phát tức là triệu chứng giống như của cái hẹp hai lá đấy, thì khi đó chúng ta phải đánh giá xem là bệnh nhân có hẹp van động mạch phổi hay không. Và điều trị thì cái phẫu thuật sẽ được chỉ định trong trường hợp tim ba buồng nhĩ mà bệnh nhân có triệu chứng hoặc là có sự tắc nghẽn hoặc gây ra tranh áp giữa cái màng đó. Tiếp tục là sẽ là cái hẹp van hai lá bẩm sinh, hay người ta còn gọi là van hai lá hình dù đấy. Tức là nó do là nó sẽ chỉ có một cái cột cơ thôi, nên là tất cả các dây chằng cột cơ nó sẽ bám vào đó, nên nó gọi là parachute, tức là cái van nó gì nó bám bằng một cái cột giống hệt như cái dù mà các bạn thả, các bạn nhảy dù đấy. Thì trong trường hợp bệnh nhân có bệnh van hai lá bẩm sinh và hay là van hai lá hình dù thì bắt buộc là mình phải đánh giá các vị trí tổn thương hẹp tắc nghẽn khác ở trên cái tim trái đó, bao gồm có đường ra thất trái trước van động mạch chủ, sau van động mạch chủ, eo đấy. Trên toàn bộ đó mình đều phải đánh giá, chứ không thông thường nó sẽ không tồn tại một cách đơn thuần. Hẹp dưới van động mạch chủ thì người ta khuyến cáo rằng những trường hợp mà có cái hẹp đường ra thất trái thì chúng ta cần có thể sẽ làm cho bệnh nhân một cái test gắng sức, một cái đánh giá gắng sức để đánh giá xem là cái mức độ hẹp đó nó có gây ra triệu chứng khi bệnh nhân gắng sức hay không, để quyết định rằng là bệnh nhân có chỉ định là phải phẫu thuật để xử lý cái hẹp đó hay không, hoặc là khi gắng sức là có gây ra những cái biến đổi về mặt huyết động hay là rối loạn nhịp hay không.
Và về vấn đề điều trị thì người ta sẽ chỉ định can thiệp ở những trường hợp hẹp dưới van động mạch chủ nếu mà chênh áp tối đa qua cái chỗ hẹp đó trên 50 mét thủy ngân, hoặc là bệnh nhân có những cái triệu chứng khác kèm theo gây ra do cái hẹp dưới van đó gây ra. Trong những trường hợp mà hẹp dưới van mà chênh áp tối đa dưới 50 thì người ta cũng sẽ cân nhắc cái vấn đề phẫu thuật hay là can thiệp nếu mà bệnh nhân, trong trường hợp bệnh nhân có suy tim, bởi vì suy tim trái nó sẽ làm cho giảm cái chênh áp một cách giả tạo, và hoặc là bệnh nhân có những triệu chứng thiếu máu, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng của suy năng tâm thu rất trái, thì người ta cũng có thể cân nhắc cái vấn đề phẫu thuật đó sớm hơn khi mà chênh áp nó còn thấp, hoặc là nó vì nó thấp một cách giả tạo chứ không phải thực tế nó thấp như thế. Và để ngăn ngừa cái sự tiến triển của cái hở van động mạch chủ thì cái phẫu thuật đó có thể mình sẽ cân nhắc ở những cái trường hợp mà bệnh nhân trưởng thành không có triệu chứng mà cái hẹp đó mà ít nhất từ mức độ trung bình và cái chênh áp tối đa, cái mức độ hở chủ nó mức độ nhẹ và cái chênh áp tối đa nó lớn hơn 50 hoặc là trên mức đó thì đấy khuyến cáo mức 2B và mức độ bằng chứng là C, và có ít cái tài liệu đưa ra. Hẹp van động mạch chủ bẩm sinh. Hẹp van động mạch chủ bẩm sinh thì cái mà chúng ta rất là hay gặp khi mà chúng ta làm siêu âm cho bệnh nhân, chúng ta thấy cái cấu trúc động mạch chủ nó có vẻ là bất thường. Đấy, chúng ta thấy cái van nó mở, nó có vẻ nó dính vào nhau, mà trên một người rất là trẻ không hề có cái van khác, không hề có biểu hiện gì của bệnh van tim cả, thì khi đó chúng ta phải quay chụp ngắn ra, chúng ta xem là cái van đó nó là ba lá van hay là nó là hai lá van. Bởi vì cái ba lá van ấy thì cái mức độ mở nó rất là cân đối nên là nó sẽ không có cái kiểu dính nhau thế. Nhưng khi mà một vòng tròn mà nó chỉ có xẻ đôi hai lá thì nó cứ dính nhau, nó mở nó không cân đối, nó làm cho cái hình dáng của động mạch chủ lên nó cũng thay đổi, và nó sẽ có cái mức độ vừa hẹp vừa hở, cái mức độ nhẹ vừa kèm theo. Và nếu trong trường hợp nếu mà có một người mà phát hiện ra cái hẹp van động mạch chủ hay là van đó thì chúng ta cần phải khảo sát những trường hợp họ hàng trực hệ, tức là những trường hợp quan hệ ruột thịt trong thế hệ thứ nhất trong đấy, thì để đánh giá xem có cái tình trạng hẹp van động mạch chủ hay là van đó không, hay là một là van, bằng khảo sát bằng siêu âm tim. Và những trường hợp mà van động mạch chủ có hai lá van và cái van nó không không vôi hóa và hở mức độ thì từ mức độ nhẹ trở lên, mà có những cái chỉ định mà bệnh nhân có thể khi mà bị điều trị nội khoa tối ưu mà bệnh nhân vẫn có cái sự tiến triển thì người ta có thể cân nhắc cái vấn đề là có thể nong nong cái van động mạch chủ đó bong bóng. Ở bệnh nhân hội chứng Turner thì các bạn rất là ít gặp, thế nhưng mà ở vì sao người ta phải đưa ra bệnh nhân hội chứng Turner, thì bệnh nhân nữ mổ chứng Turner thì mình lúc nào mình cũng phải kiểm tra cái tổn thương tại tim. Như tôi nói đấy, có những cái trường hợp nó sẽ đi cùng nhau, thì hội chứng Turner thì mình sẽ phải kiểm tra tổn thương tại tim xem bệnh nhân có van động mạch chủ hay là van hay không, có hẹp động mạch chủ hay không, hay là có giãn của động mạch chủ lên hay không. Đấy, và những trường hợp mà thay chủ động, tức là thay dự phòng gốc động mạch chủ và động mạch chủ lên là những bệnh nhân trưởng thành có hội chứng Turner, thì cần cân nhắc nếu mà cái đường kính của động mạch chủ nó lớn hơn 2,5 cm trên mét vuông, đấy, mét vuông ra. Tăng hẹp eo động mạch chủ nó cũng là một tổn thương của tắc nghẽn của bên tim trái. Thế thì cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ của chúng ta nên được theo dõi một cách khảo sát ban đầu và theo dõi định kỳ bằng phim các lớp vi tính hoặc là cộng hưởng từ đánh giá toàn bộ quay động mạch chủ đó, để đánh giá cái mức độ đặc biệt là cả những trường hợp mà đã từng phẫu thuật hoặc là đã can thiệp nong trước đó, để đánh giá cái mức độ giãn sau hẹp. Đấy, bởi vì có những trường hợp rất là cao nguy cơ nó có thể vỡ do là hẹp khít và nó gây ra cái giãn sau hẹp. Và mình sẽ đánh giá huyết áp của bệnh nhân ở chi trên và chi dưới ở những trường hợp hẹp van động mạch chủ để xem có tình trạng tăng huyết áp ở đâu. Tăng huyết áp ở chi trên hay không, đúng không ạ? Huyết áp chi dưới thấp, tăng huyết áp chi trên. Bởi vì có những trường hợp nó, bởi vì nó mong muốn được tưới máu đủ cho chi dưới, nó phải tăng rất cao huyết áp chi trên, nó càng hẹp chủ khít nó càng phải làm cái việc đó. Mà tăng huyết áp quá cao chi trên đó thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả trên não, bởi vì nó là cấp máu cho những cái động mạch lên đầu mặt cổ. Thế nên là có những trường hợp là người ta nói ở đây là mình sẽ phải khảo sát cả cái cộng hưởng từ sọ não để đánh giá những cái phình mạch não đấy. Có thể có ở những bệnh nhân người trưởng thành mà có hẹp eo động mạch chủ, và theo dõi huyết áp 24 giờ để đánh giá xem có cái tình trạng tăng huyết áp hay không, để mình có cái hướng điều trị sớm. Đã thăm dò gắng sức để đánh giá cái vấn đề tăng huyết áp gây ra do gắng sức, bởi vì là hẹp eo động mạch chủ thì bệnh nhân trưởng thành thường là nam giới và người ta cũng phải có những hoạt động gắng sức, đúng không ạ? Chúng phải đánh xem gắng sức có tăng huyết áp hay không để mà mình sẽ có cái thái độ xử trí cho bệnh nhân. Về mặt điều trị thì với trường hợp hẹp eo chúng ta có thể xử lý bằng phẫu thuật hoặc là đặt stent theo con đường ống thông ở những bệnh nhân mà có tăng huyết áp hoặc là có hẹp khít
trên những trường hợp mà hẹp động mạch chủ nguyên phát hoặc là hẹp động mạch chủ tái phát ở những trường hợp đã phẫu thuật hoặc đã can thiệp. Và cái điều trị nội khoa tối ưu cũng được chỉ định ở những trường hợp mà có tăng huyết áp và có hẹp động mạch chủ. Nong bóng trong hẹp động mạch chủ ở những trường hợp tổn thương nguyên phát hoặc tổn thương tái phát ấy, thì có thể cân nhắc nếu mà cái trường hợp đặt stent nó không khả thi hoặc là phẫu thuật không được lựa chọn. Bởi vì trong trường hợp hẹp động mạch chủ ấy, thì cái việc nong ấy thì bởi vì bản chất của hẹp động mạch chủ đấy nó là sự thay đổi về cái cấu trúc của cái thanh mạch ở cái vị trí đó, nó không phải là cái giống như cấu trúc thanh mạch ở phía trước và phía sau của cái vị trí hẹp eo, nên là nó rất là cái mức độ chun giãn nó rất là cao, nên là nong sau một thời gian thì nó lại bị co lại. Thế nên là cái tối ưu nhất là người ta nong tạm thời, và sau khi mà trẻ lớn đủ thì người trưởng thành người ta có thể là stent hoặc là phẫu thuật, người ta cắt thử đi, cắt phần nối dạng pass nó cho nó rộng ra. Chúng ta sẽ sang các tổn thương ở tim phải. Tổn thương tim phải thì cái mà các bạn vẫn hay gặp hàng ngày đó là gì, là hẹp van động mạch phổi. Rất nhiều bệnh nhân vào để nong van động mạch phổi, đúng không ạ? Thế thì những người trưởng thành mà có hẹp van động mạch phổi mức độ vừa đến nặng và có những triệu chứng của suy tim hay là tím hay là do các luồng thông ở tầng nhĩ phải trái hoặc nó giới hạn về mặt gắng sức, thì bệnh nhân sẽ có chỉ định để nong van động mạch phổi bằng bóng. Đấy, thì những trường hợp nong hẹp van động mạch phổi mà các bạn thấy là có thất phải giãn, hoặc bệnh nhân có triệu chứng của suy tim, hoặc là có giãn động mạch phổi sau hẹp, tranh áp và mức độ vừa đến nhiều, thì mình đã có chỉ định cho bệnh nhân vào viện nong van rồi. Thế và mình có thể cân nhắc là những trường hợp mà không triệu chứng mà cái mức độ hẹp rất là khít thì mình cũng nên nong van bằng bóng cho bệnh nhân. Thế còn những trường hợp mà hở van động mạch phổi đơn thuần sau khi mà đã sửa cái hẹp phổi đó, có thể là sau nong van động mạch phổi mà bị hở phổi, hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân pha lô mà bệnh nhân mổ sửa xong mà tạo hình cái van động mạch phổi, sau đó khi lớn lên nó hở rất là nhiều, những trường hợp hở phổi đơn thuần đó thì mình làm thế nào? Những trường hợp đó nếu mà bệnh nhân có triệu chứng và cái mức độ hở phổi từ vừa đến nhiều đấy, mà là hậu quả của cái điều trị cái vấn đề hẹp phổi đó mà có thất phải giãn hoặc là suy nang thất phải, khi đó chúng ta sẽ phải cân nhắc cái vấn đề thay van động mạch phổi cho bệnh nhân. Và những bệnh nhân mà không có triệu chứng thì mà cũng có cái mức độ hở phổi như thế và có những cái biểu hiện về mặt thay đổi về mặt hình thái của tim, thì mình cũng cần phải theo dõi là một cách định kỳ và sẽ khuyến cáo cái thời điểm mà có thể sẽ phải thay van cho bệnh nhân. Còn những bệnh nhân mà không có triệu chứng mức độ hở phổi vừa nhiều thì mình cũng có thể cân nhắc là thay van động mạch phổi. Và đây là cái cũng là cái sơ đồ để mình tiếp cận để trong những trường hợp mà hở phổi đơn thuần sau cái điều trị hẹp phổi thì thời điểm nào là mình sẽ thay van và thời điểm nào mình sẽ theo dõi tiếp. Thế còn trong những trường hợp hẹp nhánh động mạch phổi hoặc là hẹp động mạch phổi ngoại vi thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta thấy một bệnh nhân thất phải giãn, bệnh nhân có triệu chứng khó thở mà các bạn siêu âm tim đơn thuần các bạn thấy van động mạch phổi vẫn bình thường, thân động mạch phổi cũng chẳng có giãn, van vẫn mở tốt, chẳng bắt được cái tranh áp nào cả, thì mình rất là khó lý giải. Thế trong trường hợp này thì mình phải thăm dò sâu hơn, tức là mình có thể chụp cái MSCT động mạch phổi để đánh giá xem có hẹp nhánh động mạch phổi hay không. Còn những trường hợp mình bắt kỹ có thể là nó đã chia khoảng thêm một tầng nữa là mình sẽ thấy cái dòng chạy tăng tốc ở trong đấy, thì mình có thể đánh giá được, tình cờ có thể mình bắt được một cái dòng chạy áp đó thì mình biết là sẽ có hẹp nhánh. Còn những trường hợp bệnh nhân người trưởng thành mà có hẹp nhánh hoặc là hẹp ngoại vi của động mạch phổi thì cái vấn đề quan trọng nhất thì mình vẫn là theo dõi và điều trị cái suy tim. Và cái điều trị là gì? Sau những trường hợp đó thì cái vấn đề nong, nếu mà mình tiếp cận được nong tại chỗ hoặc là đặt stent vào đấy thì có thể có tác dụng. Thế thì trước đây chúng tôi cũng có một bệnh nhân nam khoảng 35-40 tuổi. Anh này thì trước thì cũng khỏe mạnh, sau đó thì cứ suy tim phải, thất phải giãn rồi gan to các thứ, siêu âm như tôi nói. Thế sau đó thì cũng có tình cờ ông bác sĩ cũng bắt được một cái tranh áp trong nhánh động mạch phổi khoảng 50. Thế khi thông tim lên thì mới thấy là nó có một cái hẹp nhánh động mạch phổi rất là rõ. Thế nong xong một đợt đầu tiên thì họ thấy rất là dễ chịu. Thế nhưng mà như cái bản chất hẹp eo, tức là cái cấu trúc cái động mạch phổi đấy nó thay đổi, nên là nó rất là dễ nó bị người ta gọi là recoil lại, tức là nó lại bị hẹp lại. Sau một thời gian anh lại có triệu chứng trở lại. Thế là anh vào để quyết định sẽ đặt stent vào đó. Đấy, và cái ca này tôi nhớ hình như là năm 2017 là có làm trong cái hội nghị cầu truyền hình trực tiếp về can thiệp tim bẩm sinh cấu trúc ở châu Á Thái Bình Dương ở bên Đại Hà Nội. Thất phải hai buồng chứ không phải thất phải hai đường ra nhé. Thất phải hai buồng nó cũng gần giống như là tim ba buồng nhĩ, tức là nó sẽ có một cái cấu trúc ở trong thất phải và chia thất phải làm đôi. Thế thì phẫu thuật sửa chữa sẽ được đặt ra ở người lớn mà có thất phải hai buồng nếu mà cái mức độ tắc nghẽn từ mức độ vừa đến nhiều và bệnh nhân có những triệu chứng không lý giải được của cái triệu chứng về suy tim hoặc là tím hoặc là hạn chế mức độ hoạt động thể lực.
Những trường hợp mà đó thì mình sẽ cân nhắc cái vấn đề phẫu thuật sửa chữa sức khỏe hai buồng. Nếu mà tranh áp rất là cao, bệnh nhân không có triệu chứng thì mình cũng cân nhắc cái vấn đề phẫu thuật sửa chữa đó. Một cái bệnh lý mà các bạn cũng khá là hay gặp và có thể là chúng ta cũng rất bối rối trong vấn đề xử trí, đó là cái bệnh Epstein. Bệnh Epstein tức là các bạn thấy mà bệnh nhân cũng vào viện biểu hiện của triệu chứng suy tim phải, các bạn thấy một cái x-quang tim phổi, bóng tim to đùng, to như một quả bóng. Đấy, và các bạn siêu âm lên thì các bạn thấy chỉ thấy thất phải với nhĩ phải, chỉ thấy nhĩ phải với thất phải rất là bé, tim trái hoàn toàn bình thường. Đấy, thì khi đó thì mình phải xem cái bất thường cái vị trí bám của lá vách van ba lá và toàn bộ các lá van còn lại nó có bị dính, nó có bị hạn chế vào cái thành bên và thành trước hay không. Đấy chính là cái Epstein, và họ sẽ chia làm nhiều típ tùy cái mức độ mà hạn chế di động của van hai lá và thiểu sản của lá vách của van ba lá và cái mức độ nhĩ hóa của thất phải để người ta phân Epstein làm cỡ nào. Thì ở người bệnh nhân trưởng thành bởi bệnh Epstein thì chúng ta nên đánh giá cộng hưởng từ, đánh giá về mặt giải phẫu và chức năng kích thước chức năng thất phải thì tâm thu, và có thể đánh giá trên siêu âm tim qua thực quản để đánh giá rõ cái ba lá van ba lá đó để có kế hoạch phẫu thuật nếu mà trong trường hợp bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. Và vì Epstein thì nó rất hay đi kèm với một cái rối loạn nhịp, đó là gì, đó là hội chứng gì, PVK đấy. Thế nên là có những trường hợp là bệnh nhân vào viện vì những cái cơ nhịp nhanh đó, có những trường hợp vào thì nó là VVV từng lúc, có thể nó cũng rất là bình thường nhưng mà đa số nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ảnh điện tâm đồ của VVV. Thì người ta có những trường hợp người ta phải chỉ định thăm dò điện sinh lý trước hoặc là đốt trước cái VVV trước khi mà sẽ xét để điều trị cái bệnh chính là cái bệnh Epstein. Thế tuy nhiên ấy thì những cái phẫu thuật cho trong Epstein ấy nó cải thiện cái triệu chứng cũng rất là hạn chế, và họ chỉ áp dụng trong trường hợp Epstein tip tip A, tip B thôi. Thế còn lại những trường hợp ví dụ như là Epstein tip C hay là tip D ấy, thì cái thất phải nó rất là nhỏ, đường ra thất phải nó cũng, vì thất phải nhỏ nên nó không có máu lên phổi, là cái đường ra thất phải nó cũng bị hẹp. Thế trong trường hợp đó đôi khi người ta phải xử lý như một cái bệnh tim một thất, tức là người ta phải làm một cái cầu gland, người ta bắc cầu tĩnh mạch chủ trên, chủ tĩnh mạch chủ trên vào động mạch phổi. Từ chứng pha lô các bạn rất hay gặp đúng không ạ? Từ chứng pha lô thì đa số có những trường hợp bệnh nhân vẫn sống đến tuổi trưởng thành, nếu mà những cái trường hợp nó hẹp phổi và hẹp nó sẽ phải không đáng kể đấy thì bệnh nhân vẫn dung nạp khá tốt, mặc dù là bệnh nhân vào các bạn thấy bệnh nhân tím rồi, đầu ngón tay dùi trống, mắt thì đỏ như là mắt cá chày, rất là đỏ, nhưng mà bệnh nhân vẫn ấy. Trong trường hợp mà từ chứng pha lô thì mình phải đánh giá chức năng thất, kích thước của thất, chức năng của van, van động, giải phẫu của van động mạch phổi và những cái bất thường của về chức năng tim trái ở những bệnh nhân đã phẫu thuật sửa pha lô. Và những trường hợp mà ở đây người ta có đề cập đến vấn đề kiểm tra lại cái sự đè ép của động mạch vành thì tôi cũng không rõ lắm chuyên sâu về cái vấn đề mổ đấy. Đấy, thế nhưng mà cái mà nguy cơ mà lớn nhất là bệnh nhân pha lô người lớn mà đã phẫu thuật, đó là nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp đấy, hoặc là cái suy thất phải quá lớn, suy thất phải quá nhiều. Và những trường hợp pha lô mà sửa mà nếu sau này có cái hở phổi rất là nặng nề, bệnh nhân thường xuyên có triệu chứng thì mình cũng phải cân nhắc thay van động mạch phổi. Người ta có thể mổ thay van động mạch phổi, thay van động mạch phổi qua da ở trên thế giới đấy. Và đây cũng là cái phác đồ tiếp cận cho bệnh nhân có từ chứng pha lô đã phẫu thuật có hở phổi. Những cái trường hợp phức tạp hơn, ví dụ như bệnh nhân có ống nối thất phải và động mạch phổi nó tương đối phức tạp, các bạn có thể tham khảo thêm. Tôi cũng không có tham vọng trao đổi với các bạn cái vấn đề này sâu, bởi vì những cái mà nếu mà ở ở đơn vị mà các bạn mà có mổ tim trẻ em ấy, thì nó sẽ gặp những cái này nhiều hơn và các bạn sẽ làm quen này nhiều hơn. Còn ở cái đơn vị mà không mổ tim trẻ em mà chỉ có tim bẩm sinh người lớn đơn thuần ấy, thì những cái này thì rất là ít mà người đến, bởi vì thường người ta sẽ theo ở những cái đơn vị mà đã theo dõi cho các bệnh nhân đó từ hồi nhỏ đấy. Những trường hợp mà thí dụ một số tổn thương phức tạp, ví dụ như là đảo gốc động mạch chẳng hạn, thì nó cũng có một số những cái khuyến cáo cho đảo gốc động mạch, thì các bạn có thể xem thêm. Cũng chúng ta cũng ít gặp cái vấn đề này. Đảo gốc động mạch có sửa chữa tức là đảo hai lần, tức là đảo đảo gốc động mạch bình thường ấy, tức là đảo gốc động mạch người ta gọi là DTGA đấy, thì tức là nó chỉ đảo một phần thôi, tức là cái động mạch phổi sẽ xuất phát từ thất có cái biểu hiện thất trái, còn động mạch chủ xuất phát từ thất phải. Thế còn nếu nó đổ đảo hai lần
mà nếu mà đào có động mạch thường thì nó sẽ phải có một cái luồng thông ở trong tim, mà nếu không thì hai hệ tuần hoàn sẽ tách biệt nhau hoàn toàn. Thế nhưng mà nếu mà đào gốc hai lần, tức là đầu tiên nó sẽ đảo ở tầng nhĩ thất, tức là nó đảo nhĩ phải thì nối với thất kiểu nhĩ thất trái, xong tiếp tục nó đảo thêm một lần ở thất động mạch nữa, cái thất trái đó nó lại nối với động mạch phổi, thế là đảo hai lần nó về như cũ đúng không? Thế là nó về là vẫn là hai hệ tuần hoàn bắt chéo nhau, tuần hoàn chủ tuần hoàn phổi. Chỉ có một điều duy nhất trong đảo gốc động mạch có sửa chữa, đó là cái tâm thất mà làm cái vai trò thất hệ thống bây giờ nó là tâm thất có kiểu hình thất phải đấy, tức là cái cấu trúc cơ của nó khác, và như thế thì cái mức độ hở cái van nhĩ thất hệ thống, tức là cái van ba lá đấy, nó sẽ nhiều hơn, và cái chức năng suy thất phải nó sẽ nhiều hơn đấy, và nó sẽ gây hậu quả. Và trong những cái đảo gốc động mạch có sửa chữa đấy thì bệnh nhân có thể sống đến tuổi trưởng thành rất là tốt, bệnh nhân nữ có thể có sinh con các thứ, thế nhưng mà sau này thì người ta sẽ có những vấn đề về suy cái chức năng thất hệ thống đó và hở cái van nhĩ thất rất là nhiều đấy. Thế còn cái sửa chữa ở cái bệnh nhân đảo gốc động mạch có sửa chữa thì người ta sẽ đặt ra vấn đề là phải cứ rất sớm, bởi vì càng phát triển sau này thì cái hai thất nó càng chuyên biệt, và khi cái thất trái mà đóng vai trò thất tiểu tuần hoàn ấy nó cũng quen làm việc với cái áp lực thấp của nó rồi, nó cũng quen cái sự lười biếng rồi, nó cũng không còn bóp mạnh nữa, thì khi đó mà các bạn muốn chuyển cái thất cấu trúc thất trái đó nó về làm thất hệ thống thì các bạn lại phải có một cái dạng training cho nó, tức là các bạn lại phải bending cái động mạch phổi lại để tạo cho một cái áp lực, nó phải bơm qua một cái áp lực đủ cao để cho nó lại khỏe trở lại mình đổi được. Thế nên chứ không phải là mình khi mình sửa về mặt tim bẩm sinh mình không chỉ nói mô tả được về mặt giải phẫu đơn thuần, tức là tôi nghĩ nó như thế thì tôi sẽ chuyển. Vấn đề là chuyển xong nó có thông được không, nó có hoạt động được hay không thì là chuyện khác. Nên là cái việc mình làm mình có mang lại lợi ích cho bệnh nhân hay không, hay là mình thấy người ta đang đáp ứng tốt mình lại bảo không tôi sẽ đưa nó về tốt hơn nữa, nhưng thực ra mình lại ấn bệnh nhân xuống, là bệnh nhân sau đó thì trở nên suy tim trái cấp và bệnh nhân có thể tử vong, bởi vì cái thất nó không quen làm việc với cái áp lực hệ thống, bây giờ bắt nó làm thế thì nó sẽ bị suy tim trái cấp đúng không ạ, và nó sẽ tử vong đấy. Nên là không phải tất cả những thứ mà chúng ta nghĩ là tốt mà chúng ta làm, nếu mà chúng ta không có hiểu biết đầy đủ thì chúng ta không nên làm. Không tăng thì còn xa vời hơn đấy, thì bởi vì là chúng ta sẽ hãn hữu lắm nó mới gặp, và thông thường họ sẽ đến với bệnh nhân với bác sĩ chuyên về tim bẩm sinh, nên chúng ta cũng không cần phải đề cập vì nó cũng tương đối muộn rồi. Chúng ta sẽ trao đổi một chút về tăng áp lực động mạch phổi. Tăng áp lực động mạch phổi như chúng tôi nói với các bạn thì những cái trường hợp là hình như chúng ta cũng có một bài về cái này rồi, tăng áp phổi chứng Asperger, thì các bạn có thể đọc thêm một cái phần nữa mà các bạn cũng có thể gặp, đó là những cái bất thường về mạch vành. Bất thường về mạch vành thì nó sẽ có những trường hợp là xuất phát bất thường của mạch vành. Trong những trường hợp mà để thăm dò mạch vành ấy thì siêu âm tim nó cũng sẽ có giá trị, bởi vì thông thường là siêu âm tim chúng ta nếu mà chúng ta biết điều chỉnh máy, chúng ta có thể đánh giá được xuất phát được mạch vành rất là tốt cho những bệnh nhân có hội chứng an hội chứng ăn kappa, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị trẻ con nó hay bị cái bệnh Kawasaki đấy, thì nó sẽ có những cái giãn hình chuối hạt thì mình có thể quan sát ở trên trên siêu âm. Thế nhưng mà tối ưu nhất thì chúng ta sau khi chúng ta có những vấn đề nghi ngờ, chúng ta vẫn cần phải chụp mạch hoặc là chụp cộng hưởng từ hoặc chụp CT để đánh giá cái bất thường mà mạch vành đó, và những bất thường đó thì mình phải đánh giá kèm với bất thường về mặt giải phẫu và mặt chức năng để đánh giá cái sự bất thường đó, để xem cái khả năng mình có cần phải làm gì cho bệnh nhân hay không. Thế những trường hợp mà động mạch vành xuất phát từ thí dụ như là động mạch vành trái mà xuất phát bất thường từ từ sang vành phải chẳng hạn, thì ngoài cái vấn đề xuất phát bất thường đấy thì vì cái đường đi của nó sẽ không phải là cái đường đi thông thường nữa, cho nên có thể nó sẽ đi ở những cái vị trí mà nó dễ chèn ép, và bệnh nhân sẽ có những triệu chứng đau ngực đấy, hoặc là tình trạng thiếu máu cơ tim, và khi đó thì mình có thể cân nhắc cái vấn đề, hoặc là thậm chí nặng hơn nữa nếu nó đèn ép khít nữa, nó có thể dối loạn nhịp, thì khi đó chúng ta phải đặt ra cái vấn đề là có phẫu thuật để cắm lại cái vị trí nguyên gốc của nó hay không. Đấy thì khi đó thì mình cần phải chụp cái CT hoặc là một từ trước để mình đánh giá cái đường đi, hoặc là thậm chí là thông tim chụp cái mạch vành trước để xem cái đường đi nó như nào, để mình có kế hoạch mình đưa nó cắm trở về vị trí cũ. Và khi mà cái tất cả những thao tác mạch vành ấy thì khi người ta phẫu thuật thì có một điều là người ta sẽ không phải là người ta cắt cái mạch vành ở thành động mạch chủ xong người ta cắm lại, mà bao giờ người ta cũng phải cắt dạng cúc áo, tức là người ta cắt cái thành động mạch chủ có chứa cái mạch vành đó xong người ta ốp vào chỗ khác để nó tránh cái hẹp miệng nối. Chứ còn nếu mà cắt chặt phát từ gốc đấy thì khi mà khâu 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 là sẽ hẹp miệng nối, là cuối cùng chúng ta cũng không giải quyết được nhiều hơn đúng không ạ. Cái phác đồ để xử trí bất thường mạch vành. Thế còn một cái hội chứng nữa mà các bạn có thể nghe nói trong tim bẩm sinh, đó là hội chứng ăn kappa, tức là động mạch vành
xuất phát từ động mạch phổi đấy, người ta gọi là hội chứng ANCAPA, the anomalous coronary artery arising from the PA đấy. Thì khi đó thì phẫu thuật mình phải đặt ra để mình đưa cái động mạch vành trái đó nó trở về cắm vào động mạch chủ, bởi vì xuất phát từ động mạch phổi thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng của thiếu máu cơ tim thất trái, như là một cái tình trạng suy tim do thiếu máu cơ tim đấy. Thì mình những trường hợp mà cái điện tâm đồ các thứ nghi ngờ thì mình phải xem cái sự xuất phát đó và mình có thể phát hiện ra vấn đề đấy. Tất nhiên mình phải nghĩ đến thì mình mới sẽ tìm hiểu, mình sẽ làm. Thế những thách thức với bác sĩ tim mạch là gì? Những thách thức bao gồm có là chúng ta sẽ phải giải quyết những vấn đề liên quan đến bệnh lý tim cấu trúc, những vấn đề về mặt giải phẫu thì chúng ta cần phải làm thông tim, và thông tim thì chúng ta phải đưa ra cái mong muốn chúng ta muốn gì khi mà thông tim, và sẽ còn nó vẫn còn tồn tại những cái lỗ hổng giữa cái vấn đề chăm sóc liên tục ở bệnh nhân tim bẩm sinh, và chỉ và vẫn có đến 30% bệnh nhân là bệnh tim bẩm sinh người lớn là không được theo dõi, và những cái trường hợp mà tim bẩm sinh phức tạp thì không chưa được tiếp cận với những cái chăm sóc chuyên khoa sâu đấy. Mà những trường hợp mà liên quan đến cái vấn đề là phẫu thuật ngoài tim ở những bệnh nhân tim bẩm sinh người lớn này, hoặc những trường hợp mà vấn đề mang thai, hoặc những cái nguy cơ tiếp theo của bệnh nhân trường hợp có tím, hoặc là những vấn đề về nghề nghiệp. Thế để tóm lại thì vẫn còn cái khoảng trống trong cái chăm sóc tích cực cho bệnh nhân người trưởng thành có bệnh lý tim bẩm sinh, và vì cái tỷ lệ mà bệnh nhân tim bẩm sinh sống đến tuổi trưởng thành càng ngày càng cao, nên chúng ta sẽ càng ngày càng phải thiết lập cái đội ngũ đó trở nên nhiều hơn và có những cái hiểu biết nhất định hơn. Và các bác sĩ tim mạch người trưởng thành thì thông thường như tôi nói với các bạn thì sẽ rất là ít thông thuộc về cái vấn đề tim bẩm sinh đó, bởi vì khi mà muốn hiểu về tim bẩm sinh thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu ban đầu về vấn đề về mặt giải phẫu và về mặt chức năng, luôn luôn phải có đánh giá mặt chức năng đấy. Không phải chúng ta cứ đưa về một cái giải phẫu bình thường, giải phẫu có thể được coi là bình thường ở sơ sinh, thế nhưng mà nó sẽ không phù hợp với một người trưởng thành, bởi vì nó đã có những cái sự thay đổi để thích nghi rồi. Thí dụ như là một cái gầu gland mà các bạn muốn nó chảy thì cái chênh lệch áp lực giữa các vị trí nó phải đủ nó mới chảy được. Chứ còn nếu mà các bạn tạo ra một cái cầu mà cái cầu đấy nó không có sự chênh lệch áp lực, bởi vì nó đã không có cái sự thất bóp rồi mà nó không có sự chênh lệch áp lực, thì nó gọi là cái cầu câm, mà cầu câm tức là cái cầu nó chẳng có giá trị gì cả. Đấy, thế nên là chính vì thế người ta phải đánh giá về mặt huyết động và về mặt sinh lý trước khi mà người ta quyết định làm một cái vấn đề thay đổi về mặt giải phẫu cho một cái bệnh nhân tim bẩm sinh. Thế còn nếu trong trường hợp mà mình không quyết định được vấn đề đó thì tốt nhất là hãy để người ta như cũ của người ta. Thế nhưng không có nghĩa là vì thế mà chúng ta lại thu hết là chúng ta lại, chúng ta không làm gì với bệnh nhân. Trong trường hợp đó chúng ta có thể gửi đến những cái nơi mà người ta đã quen thuộc vấn đề làm về tim bẩm sinh, mà người ta có thể tư vấn hợp lý cho bệnh nhân, chứ không có nghĩa là bảo là thôi anh cứ đã sống nhiều năm thế rồi anh cứ sống thế đi, sống được bao lâu thì sống, thì cũng không phải là như thế, đúng không ạ? Đấy, thì tránh cả hai thái cực, quá nhiệt tình hoặc là lại quá rụt rè thì cũng không nên. Đấy, và lời kết là xin chân thành cảm ơn các bạn đã ngồi rất muộn, và tháng 6 này cũng là một cái tháng mà cũng có rất nhiều đặc biệt, ngay cả trường của con bé nhà tôi nó cũng nêu ra vấn đề là kết thúc năm học với vấn đề là bảo vệ môi trường và trái đất, và cũng ở bên trường y chúng tôi cũng mới phát động một cái chương trình là nói không với các đồ nhựa và ni lông dùng một lần. Tôi mong mỗi chúng ta cũng là bác sĩ, chúng ta cũng có những cái hành động thiết thực cho vấn đề.